Ngày 8 tháng 11, lực lượng chức năng huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến ba nữ sinh bị thương nặng. Theo đó, vào chiều tối ngày 7 tháng 11, xe tải 89K9142 do tài xế Phạm Văn Nghị 29 tuổi, ngụ huyện Kim Động, Hưng Yên, điều khiển chạy hướng Bắc Nam trên quốc lộ 1A. Khi đến 962-200, đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, thì xảy ra va chạm với xe máy 92K1396 chưa rõ người điều khiển. Vụ tai nạn khiến ba em học sinh gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, Quỳnh Thị Phước và Lê Xuân Trà cùng 15 tuổi, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ, huyện Quế Sơn, bị hất ra khỏi xe máy. Trong đó, một em nằm giữa ta lai đường, một em nằm dưới gầm xe tải, em còn lại nằm giữa đường. Hậu quả, cả ba nữ sinh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được thông tin, công an huyện Quế Sơn đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.